Em chào cả nhà nha, nay em tiếp tục lên cái lô cá trứng nha cả nhà. Này là cá trứng nó uy nha. Cái này á thì là hàng tuyển nha cả nhà, hàng tuyển nha. Tỷ lệ trứng rất là cao nha, 90-95% là trứng nha cả nhà. Thì lâu lâu sót vài con thôi nha cả nhà nha. Rồi, không đáng kể nha. Giá thì 75 nghìn một khay nửa ký nha cả nhà. 75 nghìn một khay nửa ký như vậy nè, rất là nhiều luôn á. Thấy không? Hai khay là một ký nha cả nhà nha. 75 nghìn một khay nửa ký nè. Cái này về á thì mình ngon nhất là mình lăn bột chiên giòn á, hoặc là mình nướng muối ớt rất là ngon nha cả nhà nha. Làm mồi nhậu hoặc là ăn cơm cực kỳ ngon luôn đó. Cái này cá tươi đây ngoài nha cái nhà, cá tươi nha, cá nó rất là tươi luôn, phun trứng nha cái nhà nha. Đây khay nào cũng đẹp hết ha, cực kỳ tươi luôn nè, hay không tươi rối luôn nè đó. 75 nghìn một khay nửa ký nha, ai lấy nhắn tin giúp em nha.